Madame Nguyễn Thị Bình. Trên một con đường yên tĩnh nằm ở ngoại ô Paris, phái đoàn đàm phán của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đang sống ở một ngôi nhà biệt lập. Trong vòng 2 năm rưỡi, đoàn đã thực hiện cuộc đàm phán với Hoa Kỳ để tìm kiếm một giải pháp chính trị cho chiến tranh Việt Nam. Đây là một phóng sự được chúng tôi ký hình vào ngày 7 tháng 8 năm 1971 nhằm lưu trữ lại những gì mà phái đoàn của Việt Cộng thực hiện mỗi ngày tại Paris trong quá trình đàm phán bốn bên về vấn đề hòa bình ở Việt Nam. Đại diện phái đoàn là một người phụ nữ nhỏ bé, bà Nguyễn Thị Bình, cũng là Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Chánh phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Mỗi ngày thứ năm, đoàn họp cùng nhau ăn sáng và uống trà, không chỉ để thảo luận về tiến triển của cuộc đàm phán, mà còn để chuẩn bị tuyên bố cho buổi họp báo hàng tuần. Với sự quyết đoán và tâm huyết, bà Bình trở thành người phát ngôn chính thức của đoàn, nói lên những quan điểm và yêu cầu của họ với quốc tế. Với biệt danh người đàn bà thép, Nguyễn Thị Bình đã giành được sự ngưỡng mộ từ nhiều người trên thế giới, đặc biệt là giới nữ quyền không phân biệt chính trị. Bất chấp vẻ ngoài cứng rắn, lạnh lùng của mình, Madame Bình chia sẻ một cái nhìn sâu sắc về bản thân. Nếu mọi người nghĩ rằng tôi là một người phụ nữ thô lỗ, họ chắc chắn đã lầm. Tôi chỉ đang cố gắng tỏ ra cứng rắn trong công cuộc đấu tranh vì tự do cho đất nước của mình. Trông tôi có vẻ thô lỗ lắm sao? Bà Bình thường nhấn mạnh rằng người Mỹ xem bà như một kẻ xâm lược thô lỗ. Chúng ta trở lại với những điều quan trọng mà Madame Bình đề cập trong cuộc đàm phán. Mọi thứ bà làm chỉ là từ chối những yêu cầu bất hợp lý, đặc biệt là đề xuất 7 điều về hòa bình ở Việt Nam mà bà đã đưa ra vào tháng trước. Nó bao gồm một giải pháp cho vấn đề tù binh Hoa Kỳ ở Bắc Việt. Bà Bình cũng chia sẻ, nếu Mỹ rút hết quân đội ra khỏi miền Nam Việt Nam, Bắc Việt sẽ thực hiện kế hoạch trao trả tù binh Mỹ của mình. Nhưng tới nay, phía chính phủ Hoa Kỳ chưa đặt ra một ngày cụ thể. Điều này, bà Bình nói là bằng chứng cho sự thiếu quan tâm của Hoa Kỳ đối với việc chấm dứt sớm chiến tranh. Đoàn đàm phán Việt Cộng đang nghỉ ngơi, họ chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng cho vấn đề hòa bình ở Việt Nam, mà bà Bình gọi là một yêu cầu hợp lý và thiết thực. Nhưng người đại diện cho Hoa Kỳ, ông William Porter, nguyên đại sứ Hoa Kỳ tại Hàn Quốc, vẫn chưa đến Paris. Việc chờ đợi này được phái đoàn Việt Cộng lấy làm bằng chứng cho việc Tổng thống Nixon đang chơi trò trì hoãn không thiện chí. Bà Bình đã nói rằng mục tiêu của Tổng thống Mỹ là kéo dài cuộc thảo luận chính trị ở Paris cho đến khi quân đội Mỹ tại Việt Nam chiếm ưu thế trên chiến trường và đẩy mạnh chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của họ. Những điều này sẽ có lợi cho Hoa Kỳ cùng Việt Nam Cộng Hòa trên bàn đàm phán. Tất cả những gì mà phái đoàn Việt Cộng có thể làm lúc này là chờ đợi cuộc đàm phán tiếp tục. Madame Bình sinh năm 1927 trong một gia đình trung lưu. Vào năm 1945, bà đã tham gia phong trào sinh viên ở miền Nam Việt Nam và bị bắt bỏ tù 3 năm khi vừa tròn 23 tuổi. Tuy đã kết hôn và có hai con, nhưng cũng như nhiều gia đình khác ở Việt Nam, bà rất hiếm khi gặp lại chồng và con cái. Madame Bình được giới nữ quyền coi là một biểu tượng của người phụ nữ dám đương đầu với khó khăn và tận tụy với lý tưởng của mình. Ngày qua ngày, Nguyễn Thị Bình vẫn luôn chờ đợi, lo lắng và hy vọng đan xen về một cuộc đàm phán chính thức, với tất cả sự mong mỏi về việc thành lập một chính thể độc lập ở miền Nam Việt Nam do người miền Nam làm chủ. Bà Bình đã đứng trước phóng viên và kết luận: chúng tôi không muốn chiến tranh, không muốn phải đổ thêm một giọt máu nào nữa. Nhưng hòa bình không phải việc mà một bên phải làm, đó là nỗ lực của tất cả mọi người. Hãy kết thúc chiến tranh để cùng xây dựng một tương lai hòa bình cho con cháu chúng ta. Dù cuộc đàm phán có kết quả ra sao, thì sự có mặt của Nguyễn Thị Bình cũng đã tạo nên nhiều tranh cãi ở quốc tế. Khi người ta được mục sở thị hầu vệ của các chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh,
nhưng lại đứng về phe Cộng sản. Dù ở chiến tuyến nào thì không thể phủ nhận Madame Bình là một người phụ nữ mạnh mẽ và đầy nghị lực. Với một câu hỏi cuối cùng, thưa Madame, tôi xin phép hỏi một câu hỏi cá nhân. Trong hàng ngàn năm qua, vai trò của phụ nữ Việt Nam trong xã hội là không tồn tại. Nhưng phái đoàn của bà tới Paris với đại diện là một phụ nữ. Liệu có thể giả định rằng vai trò và vị trí xã hội giữa nam và nữ trong nước của bà đã được thiết lập lại kể từ cách mạng tháng 8 hay chăng? Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, huy động toàn thể nhân dân, phụ nữ nước tôi đã tham gia đông đảo vào cuộc đấu tranh và đóng góp lớn vào cuộc chiến. Họ đã thể hiện và phát triển năng lực của mình và kết quả là họ đã giành được vị trí xứng đáng của mình trong gia đình và xã hội. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, luôn có những năm thái bình thịnh trị và những năm tháng chinh chiến điêu linh. Khi đất nước ngã nghiêng, những chàng trai thời loạn đã hiến dâng tuổi trẻ lên đường theo tiếng gọi của non sông đất nước. Dù sống trong khó khăn, gian khổ, nhưng những người lính đó vẫn cố gắng vượt lên hoàn cảnh trong tư thế hiên ngang hay hoang cường. Và ở họ vẫn toát lên tinh thần lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống thiết tha, tin tưởng vào một tương lai tươi sáng. Họ luôn ước mơ, khi ngày tàn của cuộc chiến chinh đến, họ sẽ được trở về bên vòng tay của người thân, bên tình yêu của quê hương đất nước, như câu hát "Nếu chiến tranh tàn, anh đưa em về thăm lại vùng quê", trong ca khúc "Ngày tàn chinh chiến" của tác giả Song Ngọc. Bài hát sẽ đưa người nghe về một miền quê ký ức xa xưa của những chính nhân thời loạn. Nơi đó có những ước mơ, những hình ảnh làng quê hết sức bình dị. Các anh mong sao khi quê hương hết khói lửa chiến tranh, các anh sẽ cùng người đồng đội của mình rời xa chốn đô thị phồn hoa mà về lại quê nhà sau bao năm xa cách. Nơi đó có người mẹ hiền đang chờ, có em bé ngoài đồng hay cô gái thôn xưa đi chợ. Ca từ đã in đậm hình ảnh quê hương đau thương trong từng câu hát.
dấu đạn in mái tranh quê nghèo, nương rẫy này là dãy chiến hào. Đó là những dấu vết do chiến tranh để lại. Nhưng khi tất cả những khổ đau đi qua, thì chỉ còn lại niềm vui xây dựng đất nước sau chiến tranh. Giai điệu cuối, ca khúc vang lên làm người nghe rưng rưng cảm động. Tiếc thương và cảm mến thay những người trai, nghe lòng nao nao, nhảy núi sông dứt cuộc binh đao. Đó còn là niềm hy vọng của những người lính bị giặc giam cầm. Khi chiến tranh kết thúc, điều mong mỏi của họ chỉ là về lại xứ sở của mình, nơi bao ngày qua họ vẫn hoài thương nhớ. Và điều quan trọng khi họ được trở về có nghĩa là họ đã thật sự chiến thắng. Giai điệu tự nhiên, giọng hát ngọt ngào, sâu lắng đã tái hiện lại những hình ảnh quê hương miền Nam mộc mạc, chân chất, cũng như một giai đoạn lịch sử khốc liệt và hào hùng, cay đắng và vinh quang. Ẩn sau đó là số phận những người lính bình dị mà phi thường, đau thương và bi tráng. Ca từ của bài hát đã thấm sâu vào lòng người nghe đến đau buốt con tim, lòng nao nao buồn, nhớ về thời dĩ vãng xưa. Và tiếc thương thay cho mộng ước của người lính miền Nam nay đã trở thành một giấc mộng Nam Kha. Hình ảnh người lính miền Nam được khắc họa qua ca khúc cho ta cái nhìn mới mẻ về người lính. Đối với họ, lý tưởng hy sinh, hiến thân vì tổ quốc đã trở thành tín ngưỡng. Nó được soi sáng qua những cuộc chiến đấu gian khổ. Họ chỉ có một mong ước duy nhất là mang lại cảnh ấm no, thanh bình cho đất nước. Từ đó, ta thấy được tình yêu cao thượng của các anh đối với quê hương tổ quốc, và thầm yêu mến, cảm kích những hy sinh cao cả, thầm lặng của những người chiến binh vì nước quên mình. Vậy thì chúng ta nên cảm ơn những nhạc sĩ, những người đã tạo nên những khu nhạc sâu đậm, những ca sĩ, người đã gieo vào lòng người nghe những cảm xúc lắng động, và những trung tâm âm nhạc đã làm nên những bài nhạc ấn tượng để nét đẹp của người lính, đời lính tồn tại mãi với thời gian. Thank you.
qua đường, sau cuộc giông
thăm xa.